Chủ tịch Hà Nội nêu giải pháp xử lý 5 dự án chậm triển khai, gây bức xúc dư luận. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh tại cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án đầu tư kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội thống nhất kết luận, chỉ đạo các dự án đầu tư kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng gây bức xúc trong xã hội, có biểu hiện của lãng phí. Với dự án công viên văn hóa, du lịch vui chơi giải trí Kim Quỳ, dự án này chậm triển khai nhiều năm, gây bức xúc cho nhân dân và dư luận xã hội. Hà Nội cho biết, việc chậm triển khai thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, không phải do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước của thành phố. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau 25 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ, các sở ngành thành phố có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nếu sau ngày 15 tháng 11, nhà đầu tư không nộp đủ hồ sơ điều chỉnh thì nhà đầu tư chịu trách nhiệm và phải thực hiện đầu tư theo đúng nội dung đầu tư đã được phê duyệt. Với dự án Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ và Giám định Công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra thành phố đẩy nhanh tiến độ thanh tra theo chỉ đạo, sớm có kết luận, kiến nghị phương án xử lý, giải quyết tồn tại, vướng mắc của dự án. Sở Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương nghiên cứu, cập nhật quy định hiện hành, xây dựng phương án có tính khả thi để quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công theo quy định mới để sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả xã hội. Với dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp, thực hiện quyết toán theo hạng mục hoàn thành trong tháng 12. Riêng đối với hạng mục trạm biến áp thực hiện việc thanh quyết toán sau. Về chuyển đổi các hạng mục A2, A3, A4 sang nhà ở xã hội cho thuê, ông Thanh giao các đơn vị khẩn trương thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua chủ trương đầu tư tại phiên họp đầu năm 2025. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp tòa A2, A3 trong năm 2026, hoàn thành đầu tư xây dựng tòa A4 chậm nhất trong năm 2027. Với dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc cải tạo, sửa chữa công trình CT1, CT2, CT3, bảo đảm chất lượng, cảnh quan môi trường để phục vụ tái định cư cho nhân dân. Hoàn thành, bàn giao công trình trong quý 2 năm 2025 để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn quận và các dự án khác trên địa bàn quận. Thống nhất chủ trương việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình nhà tái định cư tại hai ô đất CT4. CT5 bằng nguồn đầu tư công. Dự án tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa tại số 148 phố Giảng Võ là thành phần trong tổng thể các dự án đầu tư cùng với dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, khu đô thị Đông Anh. Dự án Mễ Trì, hiện công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam là đơn vị có quyền sử dụng đất. Việc gia hạn thời gian thuê đất, đăng ký biến động là thủ tục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp, hoàn thiện hồ sơ thẩm định chấp thuận, chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Thống nhất, trình Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết trước ngày 4 tháng 11.